Trung Quốc đưa ra quyết định in bản đồ hình lưỡi bò lên hộ chiếu mới, gây nên căng thẳng ngoại giao với nhiều nước khác nhau trong khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu trước báo giới hôm thứ Sáu 23 tháng 11 về quyết định này. Bà Oánh nói, việc cấp hộ chiếu điện tử với thiết kế mới của Trung Quốc không nhằm trực tiếp cụ thể tới bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi mong rằng những nước có liên quan nên có hành động tỉnh táo, hợp lý và bình tĩnh tiếp cận để tránh những cản trở không cần thiết trong việc di chuyển nhân sự giữa Trung Quốc và bên ngoài. Việt Nam đã có phản ứng từ phía Bộ Ngoại giao về vấn đề này. Một số người dân và chuyên gia ở Hà Nội cho đây là thủ đoạn của Trung Quốc. Tôi thấy là nó cố tình làm cái chuyện mà là vi phạm đến cái chủ quyền của Việt Nam. Nhưng mà nó cũng là một cái ý, nó muốn thăm dò xem thái độ của nhà nước ta như thế nào. Đây là một hành động rất thâm độc. Và nếu nói thêm nữa thì phải nói rằng là cũng mánh lưới ghê gớm. Vì sao? Vì nếu như làm cái hộ chiếu trên đó có bản đồ đường lưỡi bò, cái mà Việt Nam chúng ta kiên quyết phản đối, thì bây giờ đưa sang cho công dân họ đi sang Việt Nam, và nếu bây giờ Việt Nam mà chấp nhận đóng dấu thị thực vào cái hộ chiếu đó thì tức là vô hình chung nhà cầm quyền Việt Nam đã công nhận Biển Đông là bao gồm cả đường lưỡi bò của Trung Quốc.